Hello, chào buổi sáng tất cả mọi người. Và hôm nay thì mình vẫn đang ở Hà Nội và bắt đầu cuối tour với một cái giọng rất là trầm. Tại vì ngày hôm qua không biết sao bay lắc sao mà bây giờ cái giọng mình nó muốn hư luôn rồi. Hiện tại thì mình đang ngồi ở một cái tiệm có tên là Xôi Yến. Thì chắc là nhiều bạn ở Hà Nội cũng biết quán này. Tại vì Xôi Yến rất là nổi tiếng. Cũng có nhiều ý kiến là kiểu hồi xưa ngon, bây giờ hết ngon rồi hay là kiểu vậy. Nhưng mà mình thì mỗi một người mà tò mò chưa từng ăn Xôi Yến bao giờ thì ngày hôm nay tụi mình sẽ đi ăn Xôi Yến. Thì đây là cái menu của Xôi Yến nha mọi người. Thì ở đây á, xôi sẽ là tính riêng, này cái giá này là giá xôi tính riêng và cái này là giá thức ăn. Thì ví dụ như một phần xôi xéo thập cẩm thì sẽ có giá là 20 cộng 45 là 65 nghìn một phần. Đây là menu ha. Thì đó, hoặc là các bạn có thể gọi lẻ thập cẩm hoặc là lẻ. Ở đây có gà, thịt, xưởng, trứng kho, trứng ốp lết, pate, giò lụa, chả bò, chả cốm, chả quế gì tùm lum hết trơn á. Thì mọi người có thể tham khảo menu nha. Rồi bây giờ thì tụi mình đã order rồi cho nên là mình sẽ quay cho mọi người coi. Đây là những cái phần xôi yến của tụi mình nè mọi người. Cho mọi người coi một cái phần thập cẩm nó sẽ có cái gì nha. Đây cái này là thập cẩm 65 nghìn nè. Bên này sẽ có một cái trứng kho. Kho chiên ở ngoài xong rồi kho. Bên này sẽ có chả chắc là cũng trong cái nồi nước kho luôn á. Rồi ở đây thì có pate, có chà bông, có lạp xưởng và có thịt gà xé. Đó, nó là một cái phần thập cẩm đó mọi người. Còn cái bên này là một phần mà mình tự gọi lẻ những cái món nha. Thì bên này mình sẽ gọi là thịt kho, một cái phần chả quế. Rồi bên này thì mình sẽ có pate và thêm một cái trứng ốp lết. Ốp lết là người ta chiên ốp la mọi người. Xong rồi họ nấu ở trong cái nồi nước kho luôn, cho nên là nó kiểu nó thấm đẫm luôn á. Thì cái xôi này sẽ ăn cùng với lại ở đây mình có một ít dưa leo muối. Ở trên bàn thì họ cũng có chuẩn bị nước tương với lại tương ớt cho tụi mình bỏ vô thêm. Đấy, đây là những cái phần xôi sáng nay. Rồi bây giờ thì tụi mình ăn thử coi là nó có ngon hay không nha. Đây là cái phần xôi của mình. Chung là nãy giờ mình quay chụp cho nên là nó cũng hơi từ lưa rồi. Nhưng mà bây giờ ăn thử nha. Đây. Thấy xôi mềm thơm đó mọi người. Mình nó có cái lớp đậu xanh nó béo béo á. Có dầu trong này nữa hả? Hồi nãy mấy hồi đủ dầu nó ghê gì. Dạ mắt không thấy tim không đau à. Hồi nãy mình không có thấy cảnh đó mọi người. Tức là người ta cho chan dầu vô đây luôn hả? Dầu phi. À cái dầu mà phi hành đúng không? Chứ mà cũng ngon mà. Mà có tương ớt vô ngon hơn. Một tô xôi như vậy 60-70 ngàn. Mà nhiều tấp bình thị á. Mà ăn cái tô này xong mà chắc kiểu no tới chiều luôn. Nhiều xôi lắm luôn á mọi người. Nhìn vậy thôi nha, chứ mình sắn mấy miếng là bắt đầu mình thấy no rồi á. Rồi mình vừa mới ăn được chắc là nửa phần xôi thôi, mang hết đồ ăn rồi. Nói chung là về xôi á thì mình thấy ở đây cũng nó ok, đó là xôi dẻo thơm ở trên thì có. Tại vì xôi kiểu xôi xéo á thì ở Sài Gòn mình ít gặp. Nếu mà so xôi này với Sài Gòn thì mình lại thích xôi của Sài Gòn hơn. Nó sẽ có nước sốt, nó sẽ có cái topping đậm đà hơn. Còn cái những xôi này thì nó sẽ vị thanh hơn. Chung là mỗi người mỗi kiểu và mình nghĩ là các bạn nếu mà chưa bao giờ ăn á, thì cũng có thể ăn thử. Các bạn có thể gọi phần thập cẩm là ok rồi, hoặc là các bạn gọi thêm một số kia. Thì là cái giá mà 60-70 ngàn một hộp xôi mình vẫn thấy nó khá là đắt so với xôi Sài Gòn hả? Xôi Sài Gòn không có so được tại vì topping ở đây nó nhiều hơn á. Nhưng mà thôi anyway thì ăn thử cho biết thì ok, chứ kêu mà ngày nào cũng bỏ 60 mấy ngàn để ăn xôi thì chắc không ăn. Đây là bill nha. Bill có 4 người ăn là 294 ngàn. Đó mọi người thấy là 65 ngàn một phần mặt cẩm và cái phần của mình là 72 ngàn. Hồi nãy tụi mình vừa mới ăn xôi xong thì tụi mình di chuyển ở một cái tiệm bún ốc nguội, nhưng mà nó hơi có biến một chút xíu ở cái tiệm đó cho nên là mình cũng không có quay được nhiều ở đó. Nhưng mà trải nghiệm của mình ở đó thì không tốt lắm cho nên là
các bạn nào muốn đi thử thì cứ thử ha. Rồi bây giờ thì tụi mình đã chuyển qua một cái tiệm khác. Cái tiệm này có tên là Riêu Ốc Bún Ngon Bình Huyền, Riêu Ốc Bò Giò Đậu, ở địa chỉ là 149 Triệu Việt Vương. Và hôm nay thì mình lại đi với một người bạn. Ta-da! Chào mọi người có biết ai không ạ? Không biết mọi người đã được nhìn thấy em hôm trong chuyến đi sinh chưa nhỉ? Chưa ạ. Mình chính không... là Hạnh. Đây là Hạnh Chi từ kênh Hôm Nay Ăn Gì. Mình với Hạnh thì đi chung chuyến Singapore đợt trước, cho nên là mình không nhớ là đi sinh đâu có quay gì đâu nha, không quay chung, chỉ có tiếng thôi. Thỉnh thoảng kiểu nó mặt vào. À đúng rồi. Sau cái chuyến đó thì đây là lần tiếp theo mình gặp lại, và hôm nay thì Hạnh dắt tụi mình đi ăn bún. Đây. Rất là nhiều bún. Bún riêu ở đây nó khác với trong Nam quá ha. Đúng rồi ạ. Ở đây cũng biến thể rồi, bún riêu truyền thống ở ngoài Bắc là chỉ có bún này, riêu cua này với đậu thôi. Ngoài ra có thêm một vài rau, thế nhưng mà bây giờ thì mọi người biến tấu sẽ có thêm cả bắp bò, có cả trứng lộn, cả tóc mỡ. Đây là cái tô bún riêu ốc của tụi mình mọi người ơi. Thì sẽ có bò nè, này có bò nè, có ốc nè. Bên này thì sẽ có đậu hũ, có mình thấy có chả nữa nè, chả được cắt miếng rồi, cà chua. Với lại bên này đặc biệt là mình đã có thêm một cái hộp vịt lộn nữa. Rồi một cái tô chất lượng dã man. À có riêu nữa mọi người. Một điểm kỳ nhất em thấy đây là sau khi ăn bún ốc xong mọi người thì tụi mình đã di chuyển qua cái chỗ này tên là chè Thập Cẩm. Nó nằm ở số 72G Trần Hưng Đạo nha mọi người. Tới 72, số 72 Trần Đạo, các bạn quẹo vào trong hẻm, cái hẻm ngắn thôi à. Đó là các bạn sẽ tới cái tiệm này. Tiệm này thì nghe bảo là đã bán được 5-6 năm rồi. 1976 đúng không? Tới nay là 2022 rồi, là đã 50 năm rồi. Bốn mấy năm. Bây giờ thì đi vào trong nha. Đây mọi người nhìn cái menu chấn động. Chấn động. 70 mấy món. 70 mấy món là bên này nha, còn bên này nữa. Kem sữa chua, nước ép sinh tố, cà phê. Đây là cái ly chè Thập Cẩm sầu riêng của mình mọi người. Trời ơi, nhìn nó siêu chất lượng luôn. Cái ly nó to lắm nha, so với lại cái ly bình thường. Đây cái ly bình thường này. Má ơi. Siêu to luôn. Cái này thì người ta ở đây thì người ta sẽ dùng đá nhuyễn, đá bào. Đá bào. Mọi người ơi, sau khi mà ăn chè xong á mọi người, trời ơi, mọi người ơi, một ly chè 80 ngàn. Nói chung là trải nghiệm cho biết thôi nha mọi người. Bây giờ thì tụi mình đang ở nhà tù Hỏa Lò, nó cũng gần cái chỗ chè luôn, cho nên là đi qua tham quan nha mọi người. Đây tụi mình vừa mới mua vé tham quan mọi người, 30 ngàn một người nha. Vé tham quan. Ồ. Đoàn mình có thuê hướng dẫn viên không ạ? Đoàn tôi đây có hướng dẫn viên rồi, nhà mình ngày hôm nay. Chào mừng đoàn nhà mình di chuyển về phía cửa đầu tiên ạ. Vâng ạ, mọi người sẽ có 5 phút để check in ở đây nha mọi người. Làm mình đi vào trong một cái story nữa được. Bây giờ tụi mình đi vào trong nha mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào song sách, cùng nhau cùng ý chí kiên cường. Không ai được khai ra nhá. Không ai được khai. Vậy là bây giờ chúng ta đều là những tù nhân rồi đấy. Tự nhiên bước qua đây lạnh ngang. Là do mới lạnh đúng không? Bây giờ nó đâu còn bự được như vậy đâu đúng không? Nó không bự như này đâu. Bây giờ cảm giác mọi người sẽ chỉ đi được một vài nơi là hết thôi. Đây là sao? Đây là khu B. À là mình đang ở trong này hả đúng không? Mình đang ở B rồi đúng không? B, đúng rồi. Hồi nãy mình đi vô là A nè. Mình đang ở khu B nè. Mình đang ở khu B nè.
Nhà tù Hỏa Lò nằm ở số 1 phố Hỏa Lò, vị trí cũng khá là trung tâm giữa lòng Hà Nội luôn. Nơi này thì gần đây mình thấy khá là thu hút nhờ vào đội ngũ content của fanpage. Mình xem mình cảm thấy rất là thích thú và tò mò, và cũng khá là ngưỡng mộ cũng như là hy vọng nhiều địa điểm lịch sử cũng được tiếp cận với nhiều người bằng cách như thế này. Thì tới đây mọi người vé sẽ là 30.000 và được gửi xem miễn phí. Sau khi mua vé xong thì mình sẽ bắt đầu hành trình khám phá. Bạn có thể thuê những chiếc tai nghe để nghe thuyết minh tại từng khu vực. Hôm nay thì tụi mình không thuê vì trong đoàn tụi mình có một bạn đã đi nhiều lần rồi và thuyết minh lại cho tụi mình. Đi qua từng gian phòng, mọi người sẽ cảm nhận được rõ nét hơn về cuộc sống ngục tù ngày xưa khắc nghiệt như thế nào, từ khu vực giam giữ tù nhân nam, tù nhân nữ cho tới các vật dụng đựng đồ ăn, đồ uống. Những câu chuyện về những nhân vật lịch sử đã phải từng ở nhà tù này, nghe xong thì các bạn sẽ phải hơi nổi da gà một tí vì tội ác của giặc ngoại xâm kinh khủng và sự chịu đựng của những người chiến sĩ cách mạng. Mình nghĩ là mình cũng không thể review hết được những cảm xúc của nhà tù Hỏa Lò đã mang lại, nhưng mà mình nghĩ là không gì chân thật hơn là các bạn có dịp thì nên trực tiếp đến trải nghiệm nha. À mà ở đây mình thấy có hai tour trải nghiệm, đó là tour ngày và tour đêm. Tour đêm thì mình chưa có dịp trải nghiệm nhưng mà nghe nói thì rất là hay và đáng thử luôn. Tour đêm sẽ diễn ra vào tối thứ 6 và tối thứ 7 hàng tuần, với số lượng người tham gia cũng giới hạn thôi, cho nên là phải mua vé trước đó mọi người. Và mọi người tham khảo thêm thông tin ở trên website là hoalo.vn nha. Hello mọi người, sau khi mà đi nhà tù Hỏa Lò xong thì tụi mình lại tiếp tục đi ăn. Ăn rất nhiều ở Hà Nội luôn. Thì đây là một cái hàng quán ngang cháy tỏi mọi người. Quán này có tên là Ngon Châm, ngang Ngon Châm. Ở số 42 hàng nón nha, cái quán màu xanh ngay góc đường luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong quay cho mọi người coi nha. Đây menu đây mọi người ơi, ngang Ngon Châm số 42 hàng nón nha. Thì sẽ có nộm lòng mề xào nè, ngang luộc nè, ngang cháy tỏi nè. Combo và bún miếng ngang với lại đồ uống thì cũng sẽ có giá sẵn luôn nha mọi người. Và ở đây thì ngang cháy tỏi nếu mà các bạn mua một con thì sẽ là 500.000, còn nửa con thì 250, góc đùi thì 150. Cái mâm, một mâm luôn và cảm giác giống như mình đang đi ăn cổ ấy à. Đây đây là một phần nửa con ngang cháy tỏi của tụi mình gọi, trời nhìn cái tỏi nó mềm. Ừ. Đây là canh măng tiết. Măng với huyết đó mọi người. Miền Nam mình gọi là huyết, ở đây là tiết. Bên này là nộm chân ngam. Rồi bún. Rồi bên này là miếng. Miếng đúng không? Miếng trộn. Em bảo là cho em nhiều tiếng chí cứ kiểu cần cái mát đi, bọn em không quay. Về chất lượng món ăn của quán này thì mình thấy khá ổn đó mọi người. Chỉ có một điều tiếc một tí, đó là tỏi hôm nay cô Phi hơi bị cháy một tí thôi, thì nó hơi khét cho nên là không ngon lắm. Nhưng mà còn lại thì tất cả mọi thứ đều ngon và hợp khẩu vị với tụi mình. Cho nên là nếu mà các bạn nào mà thích ăn ngang cháy tỏi thì cũng có thể tham khảo quán này nha. Ok mọi người ơi, hồi trưa khi mà ăn cái bún ngang xong á thì tụi mình về khách sạn để check in check out, rồi sau đó ra sân bay rồi bay về Sài Gòn. Cho nên là mình cũng không có quay được cái kết ở Hà Nội. Bây giờ mình đang ở Sài Gòn rồi. Tổng kết lại một chút về hành trình 4 ngày 3 đêm mình ở Hà Nội. Thì chung đồ ăn Hà Nội luôn luôn là đối với mình thì rất là ngon, rất là hợp khẩu vị và rất là thích. 3 ngày nhưng mà tụi mình đã ăn được rất là nhiều quán và mình cũng hy vọng là mọi người sẽ thích cái video Hà Nội của một chuỗi series Hà Nội mới này của mình. Tại vì ngày xưa thì mình cũng đã làm những cái video ở Hà Nội rồi. Mình hy vọng là mọi người sẽ thích nó và mọi người cũng thể tham khảo. Nói chung là review thì mọi người chỉ là tham khảo và các bạn có thể nếu mà thích quán nào thì có thể đi trải nghiệm thử. Và mình hy vọng là mọi người cũng sẽ có một cái chuyến đi Hà Nội vui vẻ và thú vị giống như tụi mình đã đi. Bây giờ thì chắc là sẽ kết video này tại đây. Nếu các bạn thích video này của mình, để lại cho tụi mình một like, subscribe cũng như là follow tụi mình ở trên tất cả các nền tảng, ví dụ như là TikTok, Insta, Facebook, YouTube. Ok, còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Mình không biết là video sau mình sẽ đi đâu nữa, nhưng mà thôi cứ hẹn gặp lại. Bye bye. Bye.